Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè, anh có để ý không? Ở trong ông ra gì rồi? Thiệt, ở nè. Trong ở nè, trong nè, nghe nghe nói lại. Em không coi anh ra gì rồi. Nè. Dù gì anh cũng là diễn viên điện ảnh nha. Người ta nam thần điện ảnh mới tập tạ bùng mở mới mất. Mới mất mà. Mới mất. Nói là yếu luôn, gặp nó yếu luôn á. Và một lần nữa họ đã quay trở lại cùng với chúng ta. Hãy cùng chào đón cặp đôi Cát Phượng cùng với Kiều Minh Tuấn. Trời ơi, trời ơi. Bữa nay ta mặc muslin. Muslin mà muslin. Chứ gì chị? Lụa tơ tằm anh ơi. Cũng không phải, cái này là da. Cái này là cái mà người ta ấy dắt nước cốt dừa đó. Đây là lần thứ hai quay trở lại với chương trình rồi. Nhớ lần trước cũng tưng bừng náo nhiệt quá chị ha. Nhưng mà lần này chắc rút kinh nghiệm được nhiều phải không chị? Cũng lừa cũng gạt vậy mình à. Quá. Chị cũng dễ bị lừa lắm. Vậy hả chị? Cho nên 10 lần cũng như 10 lần thôi. Đừng có... đặt kỳ vọng quá nhiều hả? Đúng rồi. Mà lần trước chị ngồi với bên đội nào chị nhớ không? Lần trước quay hai số thì ngồi với hai em nó đều hết. Lần này chị có cái gì đó nó... Chị rất thích ngồi gần Trấn Thành mà chị... Chị thấy cái gì đó, có cái gì đó có không cái gì hiểu đó sao đang đè đè đó chị. Hôm nay chị đặc biệt chị không thích Thành nữa. Không thích Thành. Ngồi bên đó là dưới cơ. Sao đó. Bữa nay cái tâm linh của tôi nó kỳ vậy ta. Nó nặng trĩu quá. Trời ơi, tôi vô là tôi cảm thấy có gì có điềm rồi. Tự nhiên bà Cáp nói sao tôi sợ vậy ta. Hôm bữa nay thì chắc chắn là về bên Trường Giang. Ha ha. Dạ nói chị Cáp về nè. Rồi Tuấn về với Thành. Trời ơi. Về chú ơi. Chết rồi thiệt. Đây, nhìn cái màu là thấy vô rồi. Nhìn cái màu, là... cái concept quần áo là vô rồi. Bên kia nhìn thiệt, bên kia nó bị dạng như là thập cảnh đó chị, hiểu không? Nè, những người đàn ông, thấy không? Vẫn đứng thẳng dù cuộc đời rủ rượi. Tí nữa rủ rượi hơn nè. Ok, chưa biết điều rủ rượi gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi vẫn thẳng đứng. Dạ, gu thời trang đàn ông giờ ngộ lắm quý vị, toàn muslin với rủ và kim tuyến không à. Nhưng anh cũng mặc rủ mà. Không, anh không có rủ nha. Áo anh rất cứng nha. Anh cứng. Chỉ có anh là rủ thôi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái phản ứng của anh là đang thích hay là đang anh không vui vậy? Anh hân hoan đó vợ. À vậy hả? Nó nghe là không biết cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em. Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè, anh có để ý không? Ở trong ông mình ra gì rồi? Thiệt, ở nè. Trong ở nè, trong nè, nghe nghe nói lại. Em không coi anh ra gì rồi. Nè. Dù gì anh cũng là diễn viên điện ảnh nha. Người ta nam thần điện ảnh mới tập tạ bùng mở mới mất. Mới mất mà. Mới mất. Nói là yếu luôn, gặp nó yếu luôn á. Mình nói Bình. Dạ. Cái bên chị là, cái bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, chị ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văng đụng về nữa. Ê. 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 Không, có nghĩa là nó nói là nó đẹp à, nên là nên người ta bu nhau hãm hại đúng nó. Đúng rồi đó. Hiểu ý em đó. Ừ. Giỏi. Không mấy bây giờ nè, bữa nay Bình nó đẹp quá. Cất Bình ra góc ngồi riêng đi được không? Cái gì nữa anh? Cái chuyện đó. Vậy bây giờ Harry, em muốn về đội ai? Đội chồng em hay đội bạn chồng em? Anh Nghĩa ơi, thật ra em phải nói như thế này. Một bên là người yêu và một bên là một anh trai rất là em thích trong nghề. Rất là em thích trong nghề hả? Dạ. Dạ đâu, quen đi, tập quen đi. Dạ. Bảo vậy mới cần cô giáo, gia sư đó. Cho nên em, riêng em, đôi nào cũng như nhau thôi. Bây giờ quan trọng là Trình Thăng Bình không thích ai hơn. Để chọn cái đội thích, hiểu không? Đưa hàng của liền không gánh nặng nữa, đưa qua kìa. Có gì, em có thì gì? Chọn ai cũng được hết trơn. Đúng rồi. Nó chỉ nó xạo thôi em. Thật thà lắm. Thằng bé. Thì không thật thà mới lạ, tại con nhỏ bộ trên cầm cây để sẵn rồi. Đúng không? Sai cái nó gõ liền. Gõ liền ánh mắt kìa. Thật thà lắm.
Em bị ám ảnh hả? À, em hơi bị lâu lâu hay hoảng á. Nhưng mà em nghĩ bạn ấy chắc không phải là dancer đâu. Không, bạn nói là dancer trong câu lạc bộ, tức là nghiệp dư thôi, ở trường học mà. Nhưng mà bây giờ mình tiếp qua cái cặp hai cho tại thấy bé kia từ đây mà nó xuống đây nè. Bé số 2. Hai đi em, nó xuống bé cánh. Cái cánh hả? Số 2 nó xuống vậy là nó nghiêm túc, số 5 xuống lâu rồi. Em thấy là cái giọng này sáng, đẹp. Mà không biết hát có hay hay không. Tại vì giọng em cũng sáng đẹp mà. Cái gì? Giọng chú là giọng ngục tù. Giọng sáng đẹp. Giờ chắc khi mà cái giọng Tuấn nó tối còn nghe ghê dữ nữa đó. Thiệt á. Em thấy tội nghiệp bé đúng không? Mỏi tay. Xả dáng đi em gái. Em gái để trả lời nè. Cho anh hỏi nè. Bây giờ nói cho anh biết là có mỏi lắm không? Dạ em không thấy mỏi ạ. Rồi hết một câu qua đây được rồi. Ok vậy. Trời ơi, câu hỏi hết sức thông minh. Câu hỏi gì vậy trời? Cái điểm đặc biệt gì trong giọng hát cậu này mà em mê cậu này? Dạ cái giọng của ảnh rất là lạ. À cũng có thể là dở, cũng có thể là hay. Đúng. Đúng không? Trả lời. Vâng. Và em cũng không có nghĩ bạn gái kia là bạn gái thiệt. Không hề tình cảm. Nè cái bạn này. Nó ngồi nhìn hết nè. Cái này á là nếu mà nói về nách học. Đây là cái dạng mệt nghe, nách học. Đây bạn nè, gái là mệt mỏi. Đây mệt mỏi nè, cái này là dạng tướng ngồi né đó. Né để cho đừng dính vô tại vì nè. Bị mệt đó. Nó bị mệt, nó bị cái gì đó. Bị mệt đó, bị ngộ độc á. Ngộ độc, hiểu chưa? Xong đó lâu cái anh chị hỏi á. Dạ sao anh không, chị? Không thể yêu nhau được. Không thể. Bạn hát vui nha. Hát vui. Tuấn thấy sao Tuấn? Em thấy cái câu cuối cùng mới là giống như là nó hà đi đó, em nghĩ bạn này hát hay đó. Ôi sợ cô quá ơi, hiểu không? Tại là nó chỉ vô mặt không biết là đồng tình hay không được. Không biết là đồng tình hay không được. Không đồng tình, em đồng tình. Tình phải dơ vậy chứ. Đúng rồi, đồng tình phải vậy chứ, tại sao chỉ mặt người ta như vậy? Không đồng tình là gì nè? Đồng tình là gì? Không nghĩ là hay. Ủa gì kỳ vậy, các chị cũng hát được mà sao diễn kỳ vậy? Hết rồi, thế giới đảo lộn hết. Vậy còn chị Phượng sao chị Phượng? Bà cũng lo cười. Giờ không biết nè, tôi biết là bạn trên Thanh Bình nè. Lấy lẹ lắm. Muốn hỏi thăm, muốn hỏi thăm bạn trai câu không chị? Mê nó quá, bây giờ làm sao bưng nó ra đây hát thôi. Mà rất chi tiết nha. Cắt cỏ mà tém lên như cắt tóc vậy đó. Tém lên, tém gọn gàng. Mà cái xàm nhất là cắt ngay cái chỗ cỏ mà không cần cắt nó cũng được. Tại vì mấy cái khe đâu cần. Ai càng cần cắt ba cái khe quỷ đó làm gì. Hỏi thăm bé bạn gái coi làm sao. Em gái ơi, nãy giờ chui vô nách có thấy mùi gì không? Bà số 5 cho mượn cái video kìa. Bà số 5 ơi. Dạ. Trời má, cái nam diễn hơi bị sâu. Hơi bị sâu. Số 5 ngồi lâu quá. Ngủ luôn. Bà ngủ ngồi á. Ngủ mà mắt nó mở. Kêu. Kiểu ngủ luôn rồi.